thích em thì anh hãy nói quá ai nì. Anh yêu em sao lại không nói ra hãy chàng. Đã thích em rồi anh hãy nói quá ai nì. Lòng này đã ngóng trông từ lâu. Lương Bích Hữu thì đã quay trở lại Việt Nam rồi. Tụi mình vẫn liên lạc với nhau bình thường. Và chỉ mong sao một ngày gần nhất Quánh chính là cái người có thể mang HAT quay trở lại với khán giả. Mật. Mật. Ôi, lần đầu tiên không có. Mật. Em phải mở ngoặc một tí xíu. Đó là một cái điều mà Quỳnh Anh ấp ủ phải đến 2 năm nay rồi. Bởi vì cái việc này là cái việc mà Quỳnh Anh đã làm trong một cái kỷ niệm. Thì Quỳnh Anh đã tập hợp 3 bạn lại trong một cái sản phẩm. Nhưng mà cái việc mà HAT quay trở lại sân khấu nó luôn luôn là một cái sự ấp ủ của riêng em. Em mong làm sao có đủ duyên để mình thực hiện được, để mình sống lại một lần nữa cho cái kỷ niệm, cái ký ức của mình, cũng như là mang HAT quay trở lại để khán giả có thể gặp dù chỉ là một lần nữa thôi trên sân khấu. Cảm ơn. Chắc chắn. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Anh nghe cơn gió đang về như em gần kề bên anh. Nếu thích em thì anh hãy nói quá ai nì. Anh yêu em sao lại không nói ra hãy chàng. Đã thích em rồi anh hãy nói quá ai nì. Lòng này đã ngóng trông từ lâu. Anh hứa với em nếu mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Hay quá. Nhạc sĩ luôn, quá dữ luôn. Anh Hưng. Anh Hưng. Ôi đàn bà là những niềm đau. Ôi đàn bà ngọc ngà trắng sao. Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà rượu ngọt đêm qua. Ôi đàn bà lạnh lùng hôm nay. Ôi đàn bà là vần thơ say khúc nhạc. Wow, chúng... Vâng ơi hãy nói một gì đây. Vâng ơi hãy nói một điều gì đây. Ra bờ sông em giặt áo phơi. Mang áo phơi cho anh nhìn. Mà tình em mong người ơi. Hết. Này Hồng Vân ơi, em number one. Trong trái tim này em number one. Suốt cuộc đời number one. Sống can đá mòn dù gầy hay béo. Vẫn năm bờ. Yeah, trời ơi, gia đình hạnh phúc. Đồ anh làm chí Vân ơi. Ông làm như là một cái hàng xóm mà khó ưa, khó chịu. Mà cả gia đình tôi không ai ưa ông luôn á. Thôi gầy béo gì đâu quan trọng. Vẫn là number one mà. Cảm ơn hả? Thôi, mình là nên nhường cho đội đàn em. Dạ, cảm ơn đội chủ nhà đã nương tay cho bọn em. Nhưng mà vậy thì hát tặng bài nào đi? Hát tặng cái gì đâu đi. Tam ca đi, tam ca. Một nữ hai nam đi, ví dụ. Vâng. Trên bến khi chiều nắng chưa bay. Đời xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Em thoáng nơi đây đến chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, la 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 la. Tiếng cười rộn rã chân hòa niềm vui say sưa. La 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 la. Ôi đời đẹp quá tràn bao ý thơ. Yeah. Nếu như bây giờ mình nhìn lại cái ngày xưa huy hoàng đi, em nghĩ rằng là chị và người anh là một trong những người gọi là debut nhiều lần nhất. Debut với sắc màu này. Đúng rồi. Debut với HAT phiên bản cũ, HAT phiên bản mới, rồi với tư cách là nghệ sĩ solo. Cái lúc mà còn trong nhóm thì dĩ nhiên ai cũng biết được rằng là Phạm Quỳnh Anh được anh Quang Huy rất là cưng này chẳng hạn. Rồi thì có bao giờ trong một cái nhóm mà những cái thành viên còn lại họ cảm thấy là ghen tại vì Phạm Quỳnh Anh được yêu ái hơn, được trau chuốt hơn? Cái góc nhìn của khán giả nhìn vô cái đội hình HAT thì có thể sẽ có cái suy nghĩ đấy rằng Quỳnh Anh lúc nào cũng được anh Huy chăm sóc nhiều nhất. Nhưng mà thật ra thì lại hoàn toàn ngược lại. Ngày xưa khi mà còn nhỏ, trong một cái nhóm ba bạn đều là nữ hết thì rất là nhiều những cái vấn đề rất là nhỏ thôi và rất là trẻ con thời đó. Thì đôi khi có những cái cuộc họp đưa ra thì Quỳnh Anh luôn luôn là bị anh Huy chém trước, chạm trước. Quỳnh Anh cũng cảm thấy rõ ràng
mình là bạn gái mà, tại sao mình lại không có được cái sự nhẹ nhàng một xíu nào hết. Thì sau này Quang nhận ra một điều là anh Huy Anh rất là công bằng. Tình cảm là tình cảm, nhưng mà công việc là công việc. Của anh mà có bị một cái gì hay là có một cái sự sai sót nào thì của anh còn bị trảm nặng hơn hai bạn kia nữa. Cho nên là hoàn toàn hồi xưa ở HAT không bao giờ có cảm giác là của anh được nuông chiều hết. Mà thậm chí là các bạn còn thương của anh nữa, bởi vì cảm thấy của anh bị mắng nhiều quá. Đến ngày hôm nay thì cái mối quan hệ của chị cùng các thành viên HAT ngày xưa còn tốt không? Quỳnh Anh rất là hay nói chuyện với tất cả những người đã gắn với cuộc đời mình, chứ không chỉ HAT. Đó là anh Ưng Hoàng Phúc thì hai anh em vẫn đi show với nhau đều đặn, vẫn còn rủ nhau ăn cơm, làm dự án. Rồi Thu Thủy, một bạn rất là viên mãn trong hạnh phúc của mình khi mà sắp sửa đón một em bé. Rồi Lương Bích Hữu thì đã quay trở lại Việt Nam rồi, tụi mình vẫn liên lạc với nhau bình thường. Và chỉ mong sao một ngày gần nhất Quang chính là cái người có thể mang HAT quay trở lại với khán giả. Wow. Thông tin này cũng hay đấy. Tin mật. Tin mật. Thôi lần đầu tiên không có. Tin mật. Em phải mở ngoặc một tí xíu. Đó là một cái điều mà Quang Anh ấp ủ phải đến 2 năm nay rồi. Bởi vì cái việc này là cái việc mà Quang Anh đã làm trong một cái kỷ niệm. Thì Quang Anh đã tập hợp 3 bạn lại trong một cái sản phẩm. Nhưng mà cái việc mà HAT quay trở lại sân khấu nó luôn luôn là một cái sự ấp ủ của riêng em. Em mong làm sao có đủ duyên để mình thực hiện được, để mình sống lại một lần nữa cho cái kỷ niệm, cái ký ức của mình, cũng như là mang HAT quay trở lại để khán giả có thể gặp dù chỉ là một lần nữa thôi trên sân khấu. Cảm ơn. Nếu như nhắc về HAT hay thậm chí xa hơn nữa là Sắc Màu, anh hình dung là một cô gái Quỳnh Anh rất trẻ, tươi tắn, nhí nhảnh, hồn nhiên. Nhưng dường như ngồi ở đây cạnh anh bây giờ thì anh cảm thấy Quỳnh Anh chín chắn hơn rất nhiều. Dạ. Một cô gái kiên cường, có thể hoạch định chiến lược cho mình, đường đi của mình. Và sự vất vả đó anh nghĩ là tất cả những người làm nghề cần trân trọng. Dạ. Xin cảm ơn Quỳnh Anh và xin chúc mừng cho những bước đường có thể nói là gian truân. Nghe em rất kiên cường như vậy. Thật ra em luôn cảm thấy mình may mắn, mình trải qua được rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc trong cuộc đời mình cũng như là sự nghiệp của mình. Cái quá khứ là cái điều mà em sẽ luôn trân trọng. Bởi vì nếu không có cái quá khứ đấy thì sẽ không có em của ngày hôm nay, một người mà có thể tự tay làm nên tất cả những cái gì trong sự nghiệp của mình ngày hôm nay. Đó là một cái điều mà em sẽ luôn luôn nhớ. Anh rất thích cách nói chuyện này của Quỳnh Anh. Đây cũng là một điểm rất đặc biệt khi mà những người nghệ sĩ luôn luôn nhớ về nguồn cội và những người đã tạo dựng thành công cho mình. Điều này nên được đền đáp. Phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa biết điều, vừa dễ thương mà vừa sâu sắc thì nên được nhận quà. Và đặc biệt là một cái người phụ nữ mà nãy giờ ngồi cứ như cái viên kẹo ngọt này thì em nghĩ là phải được nhận một món quà. Và ngày hôm nay thì em biết chị rất là thích một cái ca khúc. Và nãy thì em đã nghe chị chia sẻ tận cùng của tan vỡ thì có biết là gì không, chị có biết là gì không, nhưng mà em nghĩ rằng là hơi hơi tận cùng của hạnh phúc thì là một cái ngày nào đó có một cái người đến, nhưng mà không phải là nói lời chia tay mà sẽ nói một cái lời cảm ơn hoặc là chúc mừng gì đó tới chị. Và ngay bây giờ trên sân khấu, thưa quý vị, nam ca sĩ Will. Wow.